chào chú anh chị các bạn. Con đang ở Moria, Canada. Mọi người hãy đi thăm quan gấu quên nhé. Chào mừng mọi người đến với thành phố Montreal thuộc tỉnh Quebec của Canada, một trong những thành phố lớn và đẹp nhất ở đất nước có biểu tượng là cây phong huyền thoại này. Đây là quê hương của nhà nội gia đình Phượt, nơi ba của Kim sinh ra và lớn lên. Mọi người theo dõi gia đình Phượt khám phá trung tâm thành phố Montreal cổ kính, một kho tàng kiến trúc theo phong cách châu Âu có từ những ngày đầu thuộc địa của Pháp và Anh. Nó có những con đường lát đá cuội, cổ kính và những tòa nhà đẹp như tranh vẽ. Khu vực phố cổ thực sự chứa đựng được toàn bộ lịch sử phong phú của thành phố này. Cái tên Montreal có mối liên hệ sâu sắc với ngọn đồi có công viên lớn nhất thành phố, đó là Mont Royal, ngọn núi lửa. Cổ xưa này đã không hoạt động từ rất lâu, đóng một vai trò then chốt trong việc hình thành đảo Montreal trên sông Saint Lawrence rộng lớn. Lên đến đỉnh Mont Royal, có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Montreal cũng tự hào là nơi có nghệ thuật hoạt động sôi nổi, với Quartier de Spectacle tổ chức vô số lễ hội nghệ thuật trong suốt cả năm. Khi lang thang trên các con phố, bạn sẽ bắt gặp những tác phẩm nghệ thuật đường phố quyến rũ, mang lại cảm giác lãng mạn bay bổng ở mọi ngóc ngách. Khi mình đến đây, cả nhà đã may mắn được tham dự một cuộc triển lãm nghệ thuật độc đáo, trưng bày các tác phẩm của họa sĩ huyền thoại Vincent Van Gogh. Nào, bây giờ mọi người hãy xem video này để khám phá thành phố Montreal đầy đủ trọn vẹn nhé. Kim và An rất hân hạnh được giới thiệu quê nội thân yêu của mình tới mọi người, một thành phố nổi tiếng, tuyệt đẹp và giàu có của Canada. Chào mừng các cô chú đã đến với gia đình Phượt. Hãy bấm vào đăng ký để ủng hộ gia đình con nhé. Xin cảm ơn. Bây giờ mình bắt đầu hành trình khám phá trung tâm Montreal, trung tâm lịch sử của khu phố cổ. Một trong những điểm tham quan ấn tượng nhất ở đây là khách sạn ga xe lửa Old Vigor, được xây dựng vào năm 1898 theo phong cách khách sạn đường sắt truyền thống của Anh. Khi đi dạo qua công viên trước Old Vigor, mình gặp một người Việt đang cho chim ăn. Ở đây có khá nhiều người Việt sinh sống, Kim bắt chuyện với ông và cùng cho chim ăn. Tiếp theo, mình đi bộ tới bến cảng cổ trên sông Saint Lawrence. Ở đây có tháp đồng hồ Montreal, còn được gọi là đồng hồ tưởng niệm thủy thủ, được xây dựng vào năm 1919. Tháp này đóng vai trò là lối vào bến cảng cũ. Đến thăm Montreal vào mùa thu là thời điểm đẹp nhất trong năm. Thời tiết ấm áp và thành phố được tô điểm bởi lá cây chuyển sang màu đỏ vàng rực rỡ. Kim và An vô cùng thích thú chơi đùa với đống lá rụng, tha hồ tung lên, nằm xuống thảm lá mềm mại. Và bây giờ thì ghé thăm sân chơi ở bến cảng lâu đời để hai đứa tiêu hao đi chút năng lượng. Oh yeah. Để ngắm toàn cảnh thành phố, mình đã chơi vòng đu quay. Từ trên cao, mọi người có thể nhìn thấy Marché Boucicaut và cầu Jacques Cartier tuyệt đẹp, với một bên là dòng sông và một bên là thành phố cổ. Bỏ lại vòng đu quay phía sau, mình quay trở lại khu phố cổ Montreal, đi qua con phố Saint Paul nổi tiếng với những tòa nhà cổ quyến rũ. Một số tòa nhà đã trang trí Halloween vì chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội Halloween. Nếu bạn muốn biết rõ về ý nghĩa và nguồn gốc lễ hội Halloween ở Canada thì hãy xem video trước của gia đình Phượt nhé.
Điểm dừng chân tiếp theo là tòa nhà biểu tượng của thành phố, tòa nhà Matrepont Circus. Tiếp tục đi bộ là tới dinh Jacques Cartier, tòa thị chính Montreal và bức tượng Jean Vauquelin, tượng đài kỷ niệm thất bại của Pháp ở Canada. Bây giờ, cả nhà sẽ khám phá một khu vực quan trọng khác của thành phố, nằm ngay giữa Montreal, và của Kim có một người bạn hẹn đi chơi cùng. Montreal không chỉ là công viên lớn nhất thành phố, mà còn có cảnh quan đẹp nhất. Đây là địa điểm yêu thích của người dân địa phương để tập thể dục và tận hưởng không khí trong lành. Mùa thu là thời điểm lý tưởng để đi dạo ở Montreal. Màu sắc của cây và lá rơi tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ. Trong công viên, mình bắt gặp nhiều người chạy bộ. Khi lên tới gần đỉnh thì mình đã ngồi nghỉ lại tại hồ Beaver xinh đẹp. Bà Kim và An chạy đuổi theo lũ chim và chơi đùa trên bãi cỏ. Từ Toilette du Montreal, mọi người sẽ có view ngắm cảnh thành phố tuyệt nhất. Montreal thực sự tỏa sáng với màu sắc rực rỡ và cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Mình khuyên mọi người nếu có đi du lịch Canada thì nên đi vào mùa thu vì đây chắc chắn là mùa đẹp nhất trong năm. Vào một ngày khác, mình vào trung tâm thành phố Montreal, khu vực hiện đại của thành phố với những tòa nhà chọc trời. Mặc dù những tòa nhà chọc trời ở đây không cao như ở Sài Gòn hay Hà Nội, nhưng chúng vẫn làm tăng thêm nét quyến rũ của thành phố. Montreal còn được gọi là thành phố 1000 nhà thờ, và thật đáng để ghé thăm một số nhà thờ đẹp nằm rải rác khắp nơi. Một trong những công trình nổi tiếng nhất là Basilique Marie Reine du Monde, nhà thờ Đức Mẹ Maria của thế giới. Một nhà thờ tuyệt đẹp có từ thế kỷ thứ 19, được mô phỏng theo nhà thờ Thánh Peter ở Rome. The Spectacles, một khu vực quan trọng thường tổ chức các lễ hội lớn của Montreal. Mặc dù lúc này không có lễ hội nào, nhưng khu vực này vẫn rất đáng để ghé chơi. Ở đây có những tòa nhà đẹp và công trình kiến trúc nghệ thuật đô thị khiến Kim và An say mê. Trở lại trung tâm thành phố cùng với người bạn của bố, cả nhà đi đến trung tâm hội nghị Montreal, mục đích là đi đường tắt để đến khu vực chưa khám phá của phố cổ mà mình đã bỏ lỡ trong chuyến thăm đầu tiên. Tuy nhiên, khi bước vào trung tâm hội nghị, mình tình cờ thấy có buổi triển lãm vô cùng hấp dẫn dành riêng cho nghệ sĩ huyền thoại Vincent Van Gogh. Thế là mọi người quyết định mua vé vào xem, tìm hiểu về thế giới của họa sĩ trường phái ấn tượng nổi tiếng này. Triển lãm là một ý tưởng tuyệt vời, mọi người bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đầy mê hoặc của nó.
các căn phòng đầu tiên được trang trí với màu đen và trắng, mang đến cái nhìn thoáng qua về cuộc đời ban đầu của Vincent Van Gogh, người đàn ông đằng sau những kiệt tác. Khi chuyển từ phòng này sang phòng khác, mọi người sẽ được bao bọc trong một chiếc kính vạn hoa với màu sắc rực rỡ và những chuyển động năng động, lấy cảm hứng từ phong cách độc đáo của Van Gogh. Triển lãm đã nhận được tương tác mạnh mẽ đến mức nó truyền cảm hứng cho cả Kim và An, ngẫu hứng sáng tạo ra một màn vũ đạo ngộ nghĩnh làm cho mọi người xung quanh thích thú. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và khán giả, nâng trải nghiệm tương tác lên một tầm cao mới. Khi đắm mình vào thế giới của Van Gogh, đã đến lúc chia tay cuộc triển lãm và trung tâm hội nghị Montreux. Cuộc hành trình của gia đình Phượt tiếp tục hướng tới phần còn lại của khu phố cổ. Tiếp theo là mình đến nhà thờ Đức Bà Tráng Lệ Montreux, nhà thờ nổi tiếng thứ ba của thành phố. Trong khi mình dự định đi xem nội thất trang trí hoành tráng ở đây, thì lại có một buổi hòa nhạc đặc biệt đang diễn ra và tất cả vé đã được bán hết, nên không vào trong được. Nhưng không sao, còn rất nhiều thứ để khám phá. Cả nhà tiếp tục lang thang quanh Vương Cung Thánh Đường, chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của nó trước khi bắt đầu đi dạo về phía Quartier des Spectacles. Khi đi ngang qua Quartier des Spectacles, mình phát hiện ra Let's Play trên Cule, một không gian công cộng quyến rũ có thể biến thành sân trượt băng vào mùa đông. Có thiết kế chiếu sáng tiên tiến và môi trường sống động, nó đã trở thành nơi trung tâm nghệ thuật công cộng kỹ thuật số toàn cầu. Vậy là video này đã sắp hết. Ở video sau, mình sẽ giới thiệu với mọi người về vùng nông thôn đẹp như tranh vẽ của Canada, nơi ông bà Kim và An có ngôi nhà trong rừng phong, cạnh hồ nước trong xanh vô cùng thanh bình. Phong cảnh mùa thu ở đây đẹp như trong truyện cổ tích. Mọi người nhớ đón xem nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình xuyên Việt và thế giới của gia đình Phượt. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau. Hãy bấm vào đăng ký để theo dõi gia đình con nhé.